ngăn cách chơi thắng đường đầu game mà mọi người chưa biết. Bạn có biết là đầu game bạn có thể mua giày để ra đường trước, sau đó bán đi trước giây thứ 18 để được refund 100%, mua đồ khác farm lính bình thường. Bạn có biết số vàng farm từ một tân lính gần bằng số vàng thưởng trong một mã hạ gục. Với những tân lính đầu bao gồm 2 lính tay ngắn và 1 lính tay dài, bạn sẽ kiếm được 130 đến 150 vàng. Còn với mỗi mã hạ gục bạn chỉ có 150 vàng. Rõ ràng việc farm là lính sẽ dễ dàng hơn kiếm một mã hạ gục. Nên hãy cân nhắc hướng di chuyển, nên ở lại farm lính hay tham gia giao tranh nhé. Bạn có biết 100% tuyển thủ sẽ chọn ăn rồng đầu để lấy lợi thế. Đầu game rồng mang lại rất nhiều lợi ích hơn tà thần. Rồng giúp đội bạn có nhiều sát thương hơn trong giao tranh. Khi tà thần tiên phong sẽ hạ gục lính gây thiệt hại về mặt kinh tế. Bạn có biết lát thịt lính sẽ cho bạn thêm 20% lượng vàng. Hãy tận dụng điều đó để có nguồn tài chính dồi dào và tạo sự khác biệt giữa dân chơi VIP Pro và người chơi bình thường. Và đó chính là